Các anh chị và các bạn, tôi tên là Nguyễn Huệ Thế. Hôm nay là buổi họp thứ 19 của khóa học 21 ngàn bất nhã lượng tử trong kinh doanh thêm ạ. Thì lời đầu tiên cho tôi gửi lời cảm ơn tới huấn luyện viên Lê Thị Hà Linh đã cho tôi một bài học rất là giá trị. Cái đầu tiên đó là chúng ta luôn luôn biết ơn ba mẹ đã sinh ra sinh dưỡng cho chúng ta, và bố mẹ và con cái là động lực để chúng ta phấn đấu và thành công. Và cái bí quyết để phát triển kinh doanh thần tốc à, thì có chia sẻ kỹ hơn về những cái ưu thế của công ty Vicop, và công ty là doanh nghiệp xã hội duy nhất và đầu tiên trên thế giới trong ngành kinh doanh thêm mộc. Thì có ở đó có mô hình liên hôn ở đây là từ ngôi nhà ra thế giới, và có 10 ưu điểm vàng của mô hình liên hôn và chiến lược của tổ chức kinh doanh là liên hôn có khóa huấn luyện của tổ chức viên đương viên là có 5 cấp độ huấn luyện. Cái đầu tiên là phải basic dành cho người mới là có rồi Windows Code. Cấp độ đầu huấn luyện cấp độ đầu tiên là level 1, tức là khóa 21 là bất nhã lượng tử trong kinh doanh thêm mộc. Thứ hai là có huấn luyện kỹ năng cấp độ nghệ nhân dành cho cấp độ 2 sao. Cái thứ ba là khóa huấn luyện thứ ba đó là level 3, là khóa huấn luyện thực chiến dành cho nhà phân phối, cho đối tác lãnh đạo vươn trở lên. Level 4 là huấn luyện 1-1 dành cho nhà phân phối embargo trở lên. Level 5 là huấn luyện 1-1 dành cho diamond trở lên. Tôi xin chân thành cảm ơn MC Bùi Viết Trường đã cho tôi một ngày rất là năng lực. Cảm ơn tất cả anh chị em đợi trợ giảng đã luôn quan sát và hỗ trợ chúng tôi làm trong quá trình làm đào tạo. Cảm ơn trợ giảng những chị Hồng đã luôn luôn động viên tôi xin hân hạnh cảm ơn.